ở thành phố Hồng Ngự mà coi coi cô Út Dân rồi thấy làm sao? Thấy bả gì mà còn chồng gì mà bả lên chồng, bả tiễn chồng gì mà bả đòi hỏi gì mà tới 200-300 triệu, thấy quá trời tham mà lấy đi kiếm bả coi. Cho bả dạy cái chiêu coi. Dạy chiêu hả? Chị cũng đang giống như là mình cũng đang muốn làm y như bả hả? Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. À, tuần sau em đi xuống nhà cô Út Dân này đi không? Chở chứ đi. Rủ thêm 4-5 bà ở hàng xóm nữa. Em cũng muốn đi lắm anh ơi, mấy hôm dài coi cái clip của bà cũng muốn đi lắm. Đi xuống mà dưới đi. Không có mình đi. Không tiền chứ không biết chỗ đi nè, chứ mình, sao mình đi lâu rồi, đi ngày đầu tiên mà. Mình đi dưới mình học hỏi cái cách của bà coi. Học hỏi cái cách của bà nên cho chúng liền rủa đó nha. Tính đi xuống dưới đặng mà học hỏi cái câu chuyện của bà. Có thằng chồng ở nhà, thằng chồng bằng đi biển nó chết luôn, ở nhà lên tiễn chồng. Cái mặt thì cũng như con heo quay mà người ta quay nó bị sình ở trong ruột vậy đó, cái mặt á. Mà đi lên á, cộng đồng mạng á, đi lên á, tiễn chồng là 200 triệu. Tôi có đứa gái mới có 17-18 tuổi nè, mà người ta lại người ta coi, người ta cho có 2 chỉ vàng nè, tôi cũng gả nữa kìa. Chứ đừng mới cái mặt của bà già, giống thật chứ con heo hầm mà bà ơi. 200 triệu, thánh thằng ơi. Bữa hổm người ta... Con gái mới có 17 tuổi mà gả cho có 2 chỉ vàng là mới làm đám cưới cách đây mấy bữa nè. Trời ơi, bữa hổm là lúc đó là cô Út Dân nổi chưa? Vậy? Lúc đó là cô Út Dân nổi lên chưa? Nói rồi mà. Nổi rồi. Nói rồi là tại sao không? Bây giờ cái cồn ở trên Vĩnh Sương chảnh nó sụp rồi. Bây giờ nó nổi ngược gì Hùng Ngự là nó nổi hơn cái đó nữa. Bây giờ nổi rồi mà sao bữa hổm không đòi cái giá mà mình có. Bà nói 200 mình đòi 1 tỷ. Tại bà là 64 trời tuổi đó, rồi. Bà 64 tuổi. 67 tuổi mà bà đòi 200 máu bát rồi dựng ngược hết trời. Đúng rồi, 64 tuổi mà đòi 200. Cũng như là con heo chết hình vậy đó trời. Mà đòi 200 triệu để tôi đi tôi kiếm bà. Bây giờ á bả đòi 200, bả đòi 200 là tôi mới có mấy chục tuổi đây tôi kiếm 2-3 triệu bạc đây mà tôi kiếm không được mà đòi 200 triệu trời ơi. Bả đòi 200. Gặp bả cái lên cái cháy máy giục bỏ hết mấy cái rồi. Bả đòi 200 là con gái của mình phải đòi 1 tỷ mới xứng đáng. Đúng rồi, đúng rồi. Nó vậy mà không chịu. Thằng luôn là trời. Vậy mà không có đi xuống dưới cho em nhắn gỡ. Nói là... con Nhung ở trên Hồng Ngự, Đồng Tháp Hồng Ngự, nó liền xuống cho tôi, nó nói chị ô là chị nó muốn đi tìm chị để mà nó nói chuyện với chị, nhưng mà điều hoàn cảnh nó khó khăn, nó không có tiền, nó đi, nó điện, nó nhắn cho tôi đi, anh đi xuống tới dưới đi, anh điện đi, phải em có số Zalo, anh đi xuống tới dưới điện cho em nói chuyện với bác. Rồi, là, để bữa nào đi bên. Cha má ô, làm gì mà giết thì xấu hổ. Em nói cho anh nghe, trên đời này không có ai không có chồng, mà không có ai không có vợ, điều hết trơn, cũng phải có kẻ không. Yeah. Ví dụ mình muốn kiếm chồng thì những cái người thôi vợ hay chết vợ này kia nọ thì từ từ mình tìm hiểu mình lấy. Yeah. Thì giờ 60-70 tuổi mà đưa cái mặt lồn lên trên cộng đồng mạng tôi chuyển chồng tôi lấy 250 triệu quá trời, 250 triệu tiền giờ dễ kiếm lắm. Mà phải còn như mấy thằng mù không có đường. Mà phải còn đẹp đẽ phải còn trẻ trung nữa. Trời ơi, anh ơi, 250 triệu bây giờ nó dạng 20-30 tuổi không biết nó kiếm được hay chưa. Nó chỉ định nó cái dạng mà nó vô năm chứ được có. Nó kiếm được mà biết kiếm cái gì không anh? Kiếm gì? Kiếm mấy cái thằng mà nó tôi dán, nó đóng hồng cho từ thiện đó. Nó đóng. Mới xin cái đó đó để dành nó thì được. Mới xin cái đó thì được. Để dành cho cái bản thân của bà. Mà bà chừng nét nó vô không được. Nó quá trời, cái mặt nó bự rồi. Mà ở trên cái mặt vậy, cái trống vậy đó. Mà ở trên Hồng Ngự giờ dữ lắm hả? Trời thánh thằng ô, cao cha đàn bà bây giờ 100 người đứng ở trong nhà nó đóng cửa là không có dám mở cửa. Sao hả? Mở cửa ra nhục á, nhục á. Nhục dùm. À, đúng rồi, nhục dùm á. À, để bữa. Bây giờ là nói chung là ở trong nhà không rơi đóng cửa cũng như là Covid vậy đó, anh biết là Covid không? Biết. Để bữa nào tôi chở bà lên tới. Để bữa nào. Là Covid mà mình đóng cửa rồi xong mình không dám đi ra đường vậy đó. Trời ơi, lại trời bà lên cộng đồng mạng tự nhiên là bà giờ nó ô nhiễm. Để bữa nào em chở bà lên tới chỗ Hồng Ngự luôn cho mấy bà diễn kiến bà chơi ha. Bây giờ nè, nếu anh có ngon á, anh chở bà lên tới Hồng Ngự đi xong anh lưu cái số điện của tôi vô. Dạ. Giờ anh điện xong rồi tới ngày đó tôi sẽ có mặt thôi chứ còn đi em đi không được. Anh ơi thông cảm đi, em cũng muốn đi lắm. Nhưng mà gặp bà để làm, gặp bà. Cháu cũng 20 đứa rồi, điều kiện nó cũng khó, không có tiền để đi chứ muốn đi lắm. Mà gặp bà để làm gì nè, gặp bà để nói một câu duy nhất là câu gì? Gặp bà nói nhất một câu hả anh? Ừ. Một câu một thôi rồi bước xuống đi về liền. Rồi. Chị là chị con gái mới có 17 tuổi. Lấy có 2 chỉ vàng mà chị 67 tuổi nó mặc coi chị đi ra như cái năm kè vậy đó. Mà chị đòi 250 triệu trời ơi là chị đô la âm thủ giờ cũng kiếm được mà chung cho bà nữa. Không có tiền đô la, kiếm chung cho bà nữa, đô la có âm thủ á. Trời ơi là trời.
người ta 20-30 tuổi, 30-40 tuổi người ta đi kiếm chồng 10 triệu 5 triệu, người ta mượn nước mắt người ta rớt chùi không kịp. Dạ. Bà già cái mặt của bà cũng như là con heo vậy, đừng nói tên gì, mà đi kiếm 250 triệu cả là ai về chồng ở nhà trời cờ má nó cũng còn vậy bác. Đúng rồi, nhưng mà tại sao có thằng chồng bá nhà này là bây giờ tuần sau là em đi dưới em, mà em coi thằng chồng bá, coi để thằng chồng bá nói sao, thằng chồng bá đi biển về rồi. Đây nè, em nói cho anh nghe nè, tại nãy giờ nói với anh và nói vậy thôi. Dạ. Thật sự ra em nói với anh nè, lâu lắm rồi em cũng muốn điện cho mấy anh trên YouTube này để em nói chuyện, nhưng dạ, mà có một cái em không có biết điện thiệt là nào, bây giờ không có biết mấy cái số, nhưng mà em coi nãy em đi thấy, em nói cho anh nghe nè. Dạ. Em cũng đừng bà, mà bao nhiêu người trên đời thì cũng đàn bà. Dạ. Chứ không phải là có mình anh bả đàn bà. Dạ. Nhưng mà anh nhớ kỹ á, bao nhiêu người đàn ông cũng vậy, có kẻ coi vợ, có kẻ chết vợ, có kẻ chưa vợ cũng tùm lum. Dạ. Mình kiếm với nhau, mình lựa những cái người nào đó để, dạ, làm ăn, đi lên cộng đồng mà ăn chi mà tự nhiên thằng chồng còn ở nhà cái nói á, bả nói chuyện anh thấy có lý không? Bả già chứ cái nói thiệt với anh, bả nói chuyện thua cái đứa con nít. Tự nhiên cái tôi chia tay với chồng tôi, đã cái 2-3 bữa cái gạn lại. À, chồng tôi cho tôi mượn 500 ngàn để tôi đi lên tiễn chồng, có cái thằng đàn ông khùng lồn mà đi đưa tiền cho vợ đi lấy chồng khác. Đi lấy chồng khác, à, dạ đúng rồi. À, vợ cái nữa, cái ổng đi tiễn 10 bữa về đưa có 200 ngàn, ủa nếu ly dị cái thằng khùng nào mà anh đem tiền để nuôi cho bà. Dạ. Cái dạng nó chớ chiêu với những cái ông khùng á, chứ dạ, có cái thằng nào mà nó khôn á, chưa chắc gì nó cho bán ly phê bốn, chứ đừng lên 250 triệu. Có cái ông bán cái đồ mà ở chỗ trường học á. Không à, ông Thành hay há, ông Thành hay 27 công đất. Cái trường học mà 22 công đất ra. Để anh gì anh biết anh bán dài công có không anh? Có đâu mà có, ông đó trời ơi, ông bán đồ mà vậy mà có đất đâu mà đất. Trời ơi là trời, ông là bên, ông làm hứa ông đi phim đó có đâu tiền, ông gửi cho tôi 100 ngàn thì đủ đi xe buýt xuống dưới cũng được hết. Rồi rồi. Bả biết nhà, bả tôi kiếm thằng chồng, bả coi ông sao nhu được giữ thằng đi, ông để cho vợ ông đi làm gái già về nuôi ông hay gì vậy? Trời ơi trời. Xin tiền đủ đi thôi chứ không cần làm gì, vợ tôi dư 1 ngàn tôi không thấy nữa. Để bữa nào gom quyên góp đây xuống đó, từ Hồng Ngự xuống đó chắc khoảng tốn khoảng 300 ngàn à, mất đêm về. Không biết, em hồi đó giờ em không có đi, không biết thiệt, cái đó em nói thiệt, không có đi thiệt. À. Nhưng mà có một cái em cũng muốn đi lắm, biết sao không? Muốn đi xuống dưới để mà cho biết cái mặt của bà cắn cạn rồi, thấy, cái thứ hai nữa. Thấy ngoài đời hả, thấy ngoài đời hả? Ờ, là chị em lại, chị xuống đây em xin gỡ lời cho chị dài lại quá trời, sợ bà. Trời ơi là trời, đừng bà gì mà lố thiệt chứ. Em nói cho anh nghe nè, bao nhiêu người người ta lên chọn chồng chứ không phải mình bà. Dạ đúng rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình lên á, ví dụ anh kiếm chồng là anh kiếm cái nửa yêu thương của mình. Nó tỉ như mình đang á là cô đơn, mình kiếm chồng những cái người nào đó cũng phù hợp với mình để sống. Dạ. Đi lên đòi 200-300 triệu cũng như ta là ta đây đó. Trời ta, ơi là ta là hoa hậu, ta là gái 18. Anh cho tôi nói, con nhỏ ở trên Hồng Ngự nó, con của nó mới có 16-17 tuổi à. Mà nó gả nó mới lấy có 2 chỉ vàng à, chứ không được 2 chỉ mốt luôn mà bà đòi. Bà lầu, bà nhăn giống hình như cái cà héo gì đó mà bà đòi 250 triệu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chị nói mà tôi cười muốn xỉu luôn. Anh nói rằng là nó coi xong rồi nó liền bỏ cái điện thoại luôn rồi. Nó mượn cái điện thoại của người ta, nó điện á. Vậy là dân trên Hồng Ngự là điện thoại đập nhiều lắm hả? Tức hả? Đập bỏ, dùng bỏ luôn. Trời ơi, thiệt. Cũng vì cô Út ơi, cô Út mà dân Hồng Ngự giờ không có... Dân Hồng Ngự giờ không có điện thoại xài luôn cô Út ơi. Trời ơi, anh giờ khổ dữ lắm rồi. Bây giờ đi kiếm bà mới được, bây giờ không có tiền đi nè. Ông làm sao ông cứ giúp giùm tôi cho tôi đi, tôi gặp bà coi. Gặp bà đi diễn kiến cái ha. Trời thẳng thằng luôn. Người mẫu hả, diễn kiến người mẫu. Người mẫu quần què khi đụ dòm cái mặt của bà đi dài. Cái thằng đó nó nói nha, trời ơi là trời, tôi nghe tôi xứng đáng cái ghê còn hơn ai cho tôi mấy chục tỷ. Thằng nào? Trời, bà đem bà đi về ha, mà còn có cái nước mà ngầu đó mà đút cơm cho bà ăn á, chứ bà kiếm chồng 20 triệu có mình chơi bà xong rồi, bà có tiền bà trả ngược lên ta không á. Trời ơi là trời, giá cả gì nằm ở đâu dữ gì trời. Bây giờ thời buổi giờ loạn hết rồi, loạn hết rồi. Tôi thấy bả rồi, tự nhiên tôi nói thiệt với anh ha, từ bữa tôi coi vậy rồi tới bữa nay tôi không biết tôi mấy tuổi luôn, ai hỏi bao nhiêu tuổi tôi quên tuổi tôi luôn. Bây giờ tôi nói ông nghe nè, ông đừng từ nghe. Sao? Sao? Ông giờ xin nó điện tùm lum chẳng không ai biết. Bây giờ tầm được rồi, bây giờ không có cần lên cái gì kết nối yêu thương, mà giờ ông kiếm cái thằng nào bên ngoài giùm cho tôi coi. Kiếm là kiếm sao? Đủ 100 ngàn
tôi đi xuống bột bấm rơm thôi. rồi. Không có cần nhiều, 100 thôi, đi xuống bột bấm rơm. Rồi, để kiếm cho 100 ngàn đi xuống bột. Tôi xin đấm rơm của bà vợ, tôi trồng nấm. Rồi. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ. Có gì anh điểm số này cho em. Rồi ok, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Rồi bay. Ông có lên ông nói chuyện ông làm ơn nói ông trong ở thành phố Hồng Ngự ông cho tôi nhắn gửi giùm với bộ bấm rơm á. Rồi. À, bà có mua cái da của con trâu rồi, người ta làm trống da trăng, bọn này bà mua cái da trâu rồi đang đem xuống nông phủ lên cái mặt của bà. Rồi. Chứ bây giờ không còn da gì để phủ lên cho bà nổi nữa trơn á, chỉ có da trâu thôi. Rồi. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Nhớ. Rồi. Rồi. Nhung Hồng Ngự. Nhung Hồng Ngự, Nhung Hồng Ngự. Rồi. Rồi, bye. Rồi, xong.